Trong khuôn khổ hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo thành phố Đà Nẵng năm 2023, sáng nay Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp. Hội thảo đã giới thiệu giải pháp hệ thống quản lý năng lượng ESTES, giải pháp số hóa cho doanh nghiệp sản xuất, giải pháp sử dụng nhiệt thừa từ hệ thống lạnh Riedel, điều hòa trung tâm với công nghệ AL và WinFree tiết kiệm điện cho khu vực văn phòng, tiết kiệm nguyên liệu đốt cho lò hơi, lò đốt nhiệt. Cơ quan quản lý nhà nước, các diễn giả, đơn vị tư vấn và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi thông tin, chia sẻ các giải pháp hữu hiệu trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, qua đó hướng tới mục tiêu cuối cùng, đó là đảm bảo an ninh năng lượng hiệu quả gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Thông qua hội thảo, Sở Công Thương mong muốn các đơn vị doanh nghiệp sẽ chia sẻ kinh nghiệm các giải pháp tiết kiệm năng lượng theo định hướng phát triển chung trong giai đoạn hiện nay.